thuật Tam Đình. Tôi xin trân trọng giới thiệu thầy tiến sĩ Phan Sĩ Nghĩa, hiệu trưởng. Thầy tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hùng, phó hiệu trưởng. Và cùng các thầy giáo, cô giáo, ban công tác và đã nghỉ hưu của trường. Về phía Tổng công ty Sông Đà, tôi xin trân trọng giới thiệu anh Phạm Công Bộc, phó bí thư đảng ủy, ủy viên hội đồng, thành viên Tổng công ty Sông Đà. Chú Nguyễn Khắc Luận, nguyên phó bí thư đảng ủy, chủ tịch công đoàn Tổng công ty Sông Đà, nguyên trưởng phòng tổ chức. Và các đại biểu. Kính thưa thầy Phan Sĩ Nghĩa, tiến sĩ hiệu trưởng, cùng các thầy giáo, cô giáo trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Kính thưa anh Phạm Công Bồng, phó bí thư đảng ủy, ủy viên hội đồng thành viên Tổng ty Sông Đà. Kính thưa chú Nguyễn Khắc Luận, nguyên phó bí thư đảng ủy, chủ tịch công đoàn Tổng ty Sông Đà, người đã trực tiếp về đón đoàn của chúng tôi lên Tổng ty Sông Đà. Cùng các quý vị đại biểu đại diện cho Tổng ty Sông Đà qua các thời kỳ. Thưa các thành viên, các bạn hội dạy nghề đã tốt nghiệp từ mái trường Sư phạm Kỹ thuật 2 Nam Định và trưởng thành từ Sông Đà ngày ấy. Tiếng gọi Sông Đà ngày ấy không chỉ thành viên tốt nghiệp từ mái trường Sư phạm Kỹ thuật 2 Nam Định mà ngày đó đã thực sự thu hút rất nhiều đoàn viên, thanh niên, các bạn trẻ. Trên núi gặp em đâu con sông xưa, hình em soi bóng hồ quang cá long lanh, thuyền vui cập bến, em đưa anh về bên phố mới, đường vui thấy ánh điện sông Đà. Sông Đà ơi sông Đà, mùa xuân nay tới công trường vui ca, xe suối ngược xuân sao gành đá, quê em đất Mường xa, về đây theo tiếng gọi sông Đà. Sông Đà sông Đà ấm vang tiếng máy reo, sông Đà sông Đà ta đi xây ước mơ. Sông Đà ơi bên dòng sông lấp lánh, soi tầng cao vách núi, con đập đang nói qua, ta về ngăn sông Đà. Dòng sông âu yếm cho đời phù sa, mùa hoa trái ngọt xanh thêm màu lá, quê hương những miền xa người lên trong ánh điện sông Đà. Sông Đà sông Đà ấm vang tiếng máy reo, sông Đà ta đi xây ước mơ. Sông Đà ơi cho mùa xuân tiếng ngát câu thường giang bát ngát, con sông đang gọi ta.